Xin kính chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại video mới trên kênh của dòng sự kiện nha. Thì cùng với kênh mình đi cập nhật một số thông tin mới nhất liên quan đến chị Hồng Loan, đặc biệt là về thân phận của chị Hồng Loan. Thì mới đây nhất trong một lần chia sẻ thông tin đến khán giả thì chị Ni và anh Sang cũng có tiết lộ một số thông tin về những chuyện riêng tư của chị Hồng Loan mà bấy lâu nay chị Hồng Loan không cho công bố ra. Và chị Hồng Loan không công bố thì bên kia nó ngu gì để công bố. Nó cứ dẫn dắt dư luận theo một cái lối hướng khác nha cả nhà. Và để biết thêm câu chuyện của chị Ni và anh Sang chia sẻ của chúng ta như thế nào thì mời cả nhà cùng mình đi theo dõi chi tiết về câu chuyện nha. Và nên nhớ rằng là chị Ni là phát ngôn cho chị Hồng Loan, nên những gì mà chị Ni nói thì chúng ta có thể tạm tin được nha cả nhà. Chứ những gì mà bên kia nói thì chúng ta bỏ qua đi. Còn chị Ni thì là những người phát ngôn chứ Hồng Loan rồi. Nên chuyện mà chị Ni nói hôm nay có thể chúng ta tin và chúng ta có thể tìm hiểu sâu hơn nữa về Hồng Loan nha cả nhà. Lúc mà nói chuyện lần trước Ni đã nói rồi, Loan có một anh trai 4 tuổi, cùng cha cùng mẹ với Loan luôn. Thì mọi người cứ suy nghĩ đi, anh của Loan mất rồi, mất 4 tuổi nha, chứ không phải mất 4 ngày hoặc là mất 4 tháng, mà là mất 4 tuổi cùng cha cùng mẹ luôn. Và trong cái chuyện gia đình xảy ra như vậy đó, thì mọi người biết rồi, là những người mà đi, mọi người biết là tại sao mà Ni với Loan và cả anh Sang, cả mọi người trong gọi là trong 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 team của bảo vệ Hồng Loan á, bảo vệ Loan mà yêu thương Hồng Loan vô điều kiện đó, phải nói là vượt sông vượt núi vượt đồi rồi để tìm hiểu câu chuyện, chứ không phải là đi hỏi Loan đâu, mọi người hiểu rồi, nhưng mà không có công khai lên thôi, để mọi người biết được rằng là khi mà mình yêu thương á, mình không có nghĩ đến lợi ích á. Tình yêu thương không vụ lợi á, thì mình làm tất cả. Khi mình đã coi là anh chị em như một gia đình đi. Ồ, mọi người đừng có chửi nữa, trời ơi, nghe Ni nói thôi, đừng có chửi nữa được không? Mọi người biết là nó vô đây nó như vậy, là đợi mọi người chửi là Ni like, Ni sập liền. Mà mọi người muốn nghe Ni nói hôm nay chứ để ngày mai là Ni quên liền. Ví dụ Ni, cái tính của Ni á, là Ni nhớ tới đâu Ni nói tới đó, chứ Ni không có sắp xếp ý tưởng gì hết. Nhưng hôm nay nè, thì Ni sau khi mà họp báo xong á, tại vì thật sự cái lịch trình này á, là ví dụ như là hợp đồng ngày mấy thì Ni phải ghi ra, tại vì Ni không thể nào mà Ni nhớ cái ngày hợp đồng ngày mấy được, hay là ngày mất của chú Năm là Ni nhớ nè, còn ngày hợp đồng nè, ngày mà công bố Loan bị gán ghép là con nuôi nè, rồi ngày 17 tháng 3 là khai nhận di sản thừa kế. Mặc dù là giúp Loan, hỗ trợ Loan như vậy, nhưng Ni không nhớ ngày chính xác đâu thật sự, cho nên Ni phải kê khai cái ngày ra để Ni phân tích cái chi tiết cho mọi người hiểu nó logic hơn đó. Ví dụ như ngày 21 tháng 3 này là niêm yết Ủy ban Nhân dân phường 1 quận Phú Nhuận nè, đó đó. Rồi ngày 26 tháng 3 là ngày họp gia đình yêu cầu đồng sở hữu, này là ngày 21 ngày nè. Ngày 7 tháng 4 là công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế đó. Mọi người hiểu rằng là nhờ luật sư Ngọc, chị làm việc rất là tỉ mỉ, rất là chi tiết để mà Ni nhớ những cái ngày này thôi. Thật sự là Ni không có nhớ tầng tường tận như vậy đâu. Sao nhìn mẹ óc mệt mỏi nè vậy à? Ni khóa comment hả? Khóa chỗ nào? Ni không biết khóa. Ni khóa thì khóa khác gì giống tụi nó đâu. Để comment coi luôn hả? Ừ, để comment coi đâu gì đâu. Mọi người đừng có chửi nó kệ nó đi. Mọi người hiểu không? Nó không cho Ni nói, còn mọi người cứ nghe Ni nói là được rồi. Trong lúc like khóa comment đi. Sao khóa? Khóa chỗ nào đâu trời? Em biết khóa, nhưng mà muốn để thì để, mình chân đập đất đầu đội trời mà khóa rồi mẹ. Đừng có cãi lại nó nhỏ. Nhỏ chút ơi, đừng có chửi nó, tại vì thật sự nó không có cho chị Ni kể như vậy á. Ờ, kể tiếp anh trai 4 tuổi của Loan đi chị hả? Em khỏi đọc comment, cứ kể thôi. Ừ. Trời ơi, em bị lóa comment như vậy nè. Khỏi đọc comment, cứ kể cho nó xong.
Thì mọi người cũng biết là tại sao Phương Lê với Loan với Ni với ủa quên anh Sang với Phương Lê với Ni là bà xã anh nữa, bà xã của anh Sang mà confirm 100 xác định 100% Loan là con ruột như vậy thì mọi người cũng biết rồi. Tại sao phải như vậy? Tại sao Phương Lê lại lên cái status như vậy? Rồi anh Sang, thậm chí anh Sang, ông Ni không có cho ổng nói bậy nói bạ cái vụ chặt tay đó. Mọi người thấy ổng cũng khùng dễ sợ. Làm có một cái TikTok là ổng nói là ổng có gì là ổng chặt tay đó, là Ni đã bắt ổng tắt đi đó. Mọi người hiểu không? Không phải là sợ gì nhưng mà đừng có nói bậy. Không có cần gì phải nói bậy hết đó. Đúng rồi, để chửi nhau để supply. Đúng rồi, đừng có để nó chửi supply đó mọi người. Trời ơi, Ni đang nói, Ni tập trung, Ni nói mà. Để Ni là Ni không tập trung cái tự nhiên cái đi. Nói gì má, không bị phân tâm nữa. Nói đi. Rồi, bây giờ kể cho mọi người nghe là Loan có một anh trai 4 tuổi nha. Loan có một anh trai 4 tuổi, cùng cha, cùng mẹ, chứ không phải khác cha, khác mẹ đâu. Thì mọi người cứ nghĩ đi. Kêu là hả? Mà phỉ bán danh dự chú rồi để người khác chửi chú là Ni cũng không có cam tâm đâu. Đó, không có cam lòng mà để mà chửi chúng như vậy đó. Hôm nay Ni sẽ nói cho mọi người là tại sao là có những bí mật là như vậy. Là anh của Loan là cùng cha cùng mẹ với Loan, rồi sau đó rồi hai người cũng gây qua gây lại đó, rồi đẻ tiếp là Loan, rồi mẹ Loan bị băng hiếu băng huyết. Ừ, anh nhớ đi, trời ơi, ông nhớ chi tiết, ông kể, ông nhắc nhở tôi đi, ông Sang ơi. Lần ông nó băng huyết nó kỳ. Thì có sao đâu. Băng huyết, băng máu luôn. Trời ơi, ghê quá. Em có cái tật em hay quên, phải nhớ, nhắc em nhớ. Anh bỏ thuốc được về nhà luôn đó nha. Em chửi thằng gái cho nó đi hút coi. Cái gì chửi gì vậy? Giao kèo nữa, nhỏ dặn là nó thuốc, còn nó không dặn là nó không thuốc. Vô, còn cái cho nó xung mà. Chuẩn bị thêm một cái điện thoại để nghe dự phòng, cái này hết pin. Không, bữa nay sạc pin rồi, khỏi lo đi. Còn hết pin thì sạc pin, mai like tiếp. Hết pin là hết duyên. Ủa lâu, hết pin là hết duyên. Hết pin là hết duyên, kể kể cũng phải có duyên nha em, chứ không phải muốn kể là kể đâu. Đúng thời điểm, đúng thời khắc, có duyên mới kể được. Tự nhiên đang ngồi tâm sự đó, rồi có anh Sang, có vợ anh Sang đây, cái tự nhiên Ni mới kiểu một cái kiểu là có như ta duyên mới kể được. Không phải cái duyên, coi là duyên em có cái năng lượng á để kể cho thật sự là cũng hơi mệt rồi. Dậm thì cũng khen rồi, mọi người biết là đi thức sớm là từ 6 giờ chuẩn bị rồi đi xuống dưới đó, tới bây giờ Ni cũng chưa ngủ trưa, Ni không có một cái giấc ngủ nữa. Mà tối hôm qua là 1 giờ mấy mới ngủ, sáng 6 giờ là phải dậy rồi. Mấy bữa thì dậy 5:30 thì hồi sáng 6 giờ dậy còn trễ hơn nửa tiếng, rồi đợi đỡ một chút rồi bắt đầu chuẩn bị xuống nhà Loan. Thì mọi người cũng biết rồi, cái thời gian này thì nó đỡ hơn một tí, chứ không như những cái thời gian đầu nó rất là vất vả, rất là mệt. Nhưng mà Ni cũng chưa bao giờ Ni than. Kể chuyện tiếp đêm khuya đi em. Em kể tới khúc nào rồi chị? Tới khúc mà lo như tới bằng huyết á. Rồi mẹ Loan mới băng huyết. Thì mọi người biết rồi, giữa hai gia đình là Loan không có cho Ni nói, nhưng mà Ni buộc phải nói để cho Loan á biết được rằng là có đôi lúc cũng phải cho khán giả biết, có một cũng phải cho mọi người biết là như thế nào. Rồi mẹ Loan bị băng huyết chết đó, qua đời. Rồi cái việc mà bà ngoại Loan là kiểu là cứ chơi chú Năm là sướng ca vô loài đó, cho nên Loan không có cho nói như vậy, không muốn ra hai bên là để mà kích quay kích lại. Đúng rồi, anh trai Loan mất 4 tuổi đó chị, cùng cha cùng mẹ luôn nha, cùng cha cùng mẹ luôn nha. Những cái đó bên kia nó không có công bố, tại nó sợ biết sao, đã nói với Loan đã có âm mưu từ trước rồi, cho nên nếu mà nói ra những chi tiết này thì bị mọi người trách móc làm sao, trên đâu có nói. Còn mọi người cũng biết thấy ngày hôm nay rồi, cái chiến thắng là Loan có trong lòng mọi người. Thì mọi người biết hôm nay là xảy ra cái việc là
tại sao mà mọi người đến đông mà để cổ vũ Loan. Có những cô chú ở tỉnh đi rất là xa, ở miền Tây lên để mà ngồi ở trước nhà Loan, mặc dù là nghe ngóng là không biết là cái này là xử hay là chỉ là thẩm định thôi, nhưng mà cô chú là coi như là bắt xe lên từ tối nè, rồi ngồi đó đợi nè, để ủng hộ Loan, để cổ vũ cho Loan. Thật sự những cái tình cảm mà dành cho Loan như vậy là hôm nay Loan rất là vui và rất là cảm kích. Nhưng mà mọi người biết là cứ sợ là bị kích động thôi đó, phấn khích quá thì đâm ra những cái tình huống nó không mong muốn cho lắm. Cho nên là tới ngày hôm nay mà để giữa hai bên á thì mọi người cũng thấy rõ rồi. Cái mà quý nhất đó là tình yêu thương của mọi người. Chứ còn thật sự mà cái nắm tiền cỡ nào mà không có tình yêu thương thì cuộc sống này nó vô nghĩa lắm. Cái gì vậy? Số 1. Vui chứ mọi người. Có nói Ni, mọi người thấy không? Có bị công kích cừ. Trời ơi, con Ni này nó hám danh hám lợi cũng có. Hám danh hám lợi gì? Tình thương, tôi hám tình thương. Tôi tham lam lắm, tôi rất là cần nhiều tình thương. Càng nhiều như vậy tôi cũng mong muốn càng nhiều người yêu thương tôi. Cho nên tôi hám tình thương chứ tôi không có dám hám danh hám lợi nha. Cho nên là chỉnh sửa từ ngữ cho chút xíu. Đó, rồi có nói sai một chút là tôi có hám danh đâu mà hám danh. Tôi hám tình thương, tôi tham lam lắm. Nhiều tình thương đó không đủ, rất là muốn nhiều người yêu thương mình hơn là những người ghét mình. Cuộc sống này sẽ có ý nghĩa. Mọi người biết không, chỉ cần mọi người đi ra ngoài, ê, trời ơi, Ni, cho cô ôm một cái đi con. Trời ơi, thiệt mọi người nó hạnh phúc vô biên. Chứ gặp chứ, con quỷ cái đó, ta không có ưa tí nào, nó gặp nó thấy, rồi thôi rồi đó. Có ngàn tỷ cũng như không. Có ngàn tỷ cũng như không, chạnh lòng không, chạnh lòng chứ. Không có dối lòng được nha. Đi ra mà mọi người ha, hò reo mà cái kiểu mà hò reo yêu thương mình khác. Còn cái kiểu mà hò reo mà trời ơi con kia mày sao kê đi, con kia mày sống mà không biết nhục hả là chết luôn đó mọi người. 100 tỷ cũng như không luôn chứ. Đúng rồi. Kể tiếp chuyện con ruột đi Ni. Là em kể rồi đó chị. Sau đó rồi là hai gia đình thì nói chung là bà ngoại của Loan á là có chú Năm. Bà nội của Loan á thì cái kiểu là cũng kiểu cũng sĩ diện á, cũng kiểu như là giống như mọi người cứ tưởng tượng như hội đồng với nhau, những cái bà hội đồng với nhau đó, môn đăng hộ đối thì kìa. Bà chơi tôi chơi bà, thì bà chơi tôi thì tôi ẵm cháu tôi về đó, kiểu vậy đó. Rồi chứ còn mọi người biết rằng là ủa cười gì Nguyễn Tú Tú cười tôi gì vậy đó. Trời đừng có chửi nữa, subscribe đã nói rồi. Mình mọi người ơi, em kể liền cái đọc vô đây. Thì mọi người biết đó là sáng nay à, đó thì cứ nói qua nói lại như vậy thì cứ nói sướng ca vô loài trên trống này kia, thì bà nội Loan mới nhờ ba Thanh ẩm về. Và mọi người biết là 4 tháng đó là xanh nhỏ kia đó, thì mắc mới gì nhà đang yên đang bình, chú đang nổi tiếng, đang thời khắc nổi tiếng như vậy, có điên đâu mà ẵm một đứa cháu gái về, đúng không? Nếu như nó không phải con ruột mình, ẵm một đứa con về, trong khi nó là con gái mà đâu phải nhà không có cháu đâu, 4 tháng nữa có con cháu gái ra đời, tại sao phải ẵm Loan về? Và tới ngày hôm nay mà tại sao mọi người thắc mắc là nói con nuôi mà sao tướng đi giống như vậy, nói con nuôi mà sao từ cách đứng, cách đi, cách cả cái cười cũng giống như vậy. Đó, câu trả lời hôm nay là mọi người thấy, mọi người thỏa lòng chưa? Chị kể rồi đấy em, bật gì đâu. Thì chị kể đó. Chị nhớ tới đâu chị kể tới đó chứ em bật gì đâu em. Đúng rồi, em đọc tờ báo hơn 20 năm nói Hồng Loan là con ruột tự nhiên cái hôm đám tang. Cái hôm đám tang nói con nuôi bé Loan hiền, chứ gặp mình hôm đó tán vô mỏ nó rồi. Đúng rồi. Rồi mọi người có nhớ một cái clip ấy là chú Năm nhìn thằng Bun. Chú Năm trời ơi, ấy là nó giống phía Hải, nó không giống phía tôi tí nào hết á. Đó, nếu mà Loan không phải con ruột, chú Năm đâu cần nói câu đó. Chú Năm chỉ nói là đúng rồi, Loan đâu phải con mình đâu, nó đâu giống là đúng rồi. Nhưng mà chú Năm nói là nó giống phía kia chứ nó không giống phía tôi tí nào hết. Là mọi người cũng hiểu rồi. Các cô chú các bạn cũng mới vừa nghe xong một cái đoạn chia sẻ của chị Ni về những cái câu chuyện liên quan đến thân phận của Hồng Loan. Mà bấy lâu nay thì Hồng Loan không cho công bố ra bên ngoài. Và hôm nay thì trong một lần
trong một lần vui và cảm xúc không kìm nén được, nên chị Ni cũng đã nói ra những điều này. Và qua đây thì chúng ta có thể thấy rằng là những chuyện mà liên quan đến Hồng Loan thì còn rất là nhiều bí ẩn nha cả nhà. Và phía bên kia thì họ cũng không bao giờ công bố những thông tin này đến với công chúng đâu. Nó nếu đã công bố thông tin thì phải công bố công khai và công bố minh bạch như vậy là đúng. Còn này họ cứ đi tìm kiếm những khoảnh khắc mà cố nghệ sĩ la con, mắng con, chửi con, rồi xong rồi họ cứ gài vô những cái việc mà Hồng Loan bất hiếu. Hồng Loan là đứa con nuôi, rồi Hồng Loan ăn cắp tiền ba mẹ mình, rồi lấy đi sổ đỏ đi cầm. Đó là những thông tin mà họ đang cố tình vu khống bôi nhọ Hồng Loan. Thì clip này em làm tới đây thôi. Và xin hẹn gặp lại cả nhà tại những clip tiếp theo. Và cả nhà nhớ theo dõi và đăng ký kênh Dòng Sự Kiện để cập nhật thêm nhiều video mới nhé. Và xin chào, hẹn gặp lại.